Xin chào tất cả mọi người. Hôm nay mình giới thiệu với các bạn một con xe Mi Anta, xe cuộc đầu ngang, một con xe cổ Mi Anta sườn ba tuýp nhôm. Đấy. Con xe này tuy nó là xe cổ nhưng mà nó lại còn rất mới, xe còn rất mới nhé, còn nguyên zin luôn. Đấy, bây giờ mình sẽ quay chi tiết để các bạn cùng xem. Zin đét luôn nhé. Để tóm lại là nó còn nguyên bản đây, mà nó đẹp, đẹp long lanh luôn. Đây là mình sẽ quay cận cảnh nhé các bạn, như cái bộ đầu nhé. Đấy, đây, đó. Cái bộ đầu này này, đây mặc cái đồ con này nữa, toàn đồ da băng nhé. Đây các bạn thấy không? Made in da băng này, đấy. Made in da băng xịn sò nhé. Cái này là diacom da băng ở mặt dưới này, nó cũng made in da băng, nó dập chìm ở mặt dưới này. Đấy, con này xe cực chất, sườn ba tuýp nhôm, đẹp long lanh nhé. Đấy, đây. Cái này là zin của nó thế này nhé, không phải là nó nổ thôi nha các bạn. Toàn bộ từ đây xuống dưới là nó sơn kiểu vân đá như vậy nhé. Đây này, nhìn, các bạn nhìn cái nước sơn zin của nó này. Đấy, mà nó còn như thế này. Đấy, tất cả cái ba ga này nhé, zin theo xe. Đây này, mình không nói rõ đâu, con này là nguyên bản mà cực kỳ hiếm. Mi Anta, dập chìm chữ Mi Anta dòng chữ đây nhé. Và cái ba ga sau cũng vậy luôn. Ở lâu nay thì mình ít có nhập cái dòng xe cổ này, mình chỉ rình những chờ những cái con nào mà nó cực kỳ mà đẳng cấp thôi. Đấy, thì đây này các bạn nhìn này, diacom nhé. Đấy, long lanh, tất cả nó là long lanh, dè xịn nhôm nhé. Đấy, rồi mình xin phép được tới đâu mình giới thiệu tới đó. Ba tiếp nhôm thì nó có nghĩa thế này, đây nhôm này, alu này, nhôm này, nhôm. Đấy, xe thì rất đẹp. Đây, mới thì các bạn cứ để ý này. Đây này, các bạn nhìn này, cái hàm thắng nhé. Đấy, toàn bộ này. Đây, cái đèn nó như thế này thì các bạn bảo nó có mới không? Đấy, bảy màu luôn nhé. Đấy, đèn chính hãng Mi Anta luôn. Đây. Đấy. Đùm thép hạt đậu ha. Đây này, đùm thép hạt đậu. Và cái này không bao giờ xảy ra, nhưng mình vẫn nói này, trừ trường hợp khi các bạn chạy chẳng may nhé. Đấy, chẳng may ví dụ như đi ra thợ bảo dưỡng chẳng hạn, mà về mấy ông thợ ông quên vặn cái này lỏng, có rơi cái ốc này ra, cái trục này vẫn nằm trong này. Đây này, nó có một cái con lắc, có một cái thanh bằng inox, nó bắt từ trục, bắt thẳng, bắt chết lên đây. Tránh trường hợp ví dụ mà có rơi con ốc này ra thì vẫn chạy phà phà. Đấy, phải nói là cái xe cổ trước nó làm đẳng cấp lắm. Đây là các bạn nhìn này, mọi thứ là còn sáng bóng nhé. Đấy, rồi đây cho các bạn xem cái đẳng cấp, cái vành của nó này. Đây, các bạn nhìn mới thì thấy nó sáng bóng không, như soi gương lên được. Area nhé, vành 27. Đây, mới đây này. Còn nếu mà nhìn xa thì các bạn nhìn đây, các bạn nhìn thấy cái vành, cái độ mới của nó đẳng cấp không? Mình nhìn thấy con xe này là mình chịu liền, mình nhập liền mà. Đấy. Đấy. Đấy, quay gần thì các bạn nhìn cái độ mới của nó rồi ha. Rồi, vậy thì nó chạy cái bộ đề gì? Tay đề của nó là tay đề cổ, tay đề cóc, sun tua. Tay đề cóc là gì? Đây là các bạn nghe cái này nhé. Như thế này là tay đề cóc này. Đấy. Này. Đó. Rồi. Mọi thứ là cực kỳ ngon. Đây, Mi Anta này, nhôm hết nhá, ba tuýp lớn là nhôm nhá. Đây, cái này thì cái giò đĩa này là còn như mới luôn. Saka, đây Saka đấy, Saka SX. Đây, đấy, cực kỳ đẳng cấp, còn rất đẹp luôn. Sun tua nhá, bộ đề là sun tua nhé, sun tua này. Đấy, clip của nó thì đây, mình quay cận cảnh cho các bạn xem cái clip này. Đây, các bạn có
các bạn có công nhận với mình là nó mới như chưa chạy không? Đấy, các bạn cứ nhìn cái clip này này, đĩa nó cũng như vậy nhé. Đấy, cái clip này có chạy nhiều hay không này, hay là chạy lướt thì các bạn nhìn các bạn biết nhé. Nhiều lúc mình cứ ngồi mình nghĩ là không biết những con xe cổ này họ để trưng bày hay là họ có chạy hay không mà nó còn mới như thế. Đây, kể cả cái này là của nó zin theo nó nha. Cái đấy, cái mình cảnh báo là cái này mà có bị bẻ là những cái mới bây giờ lắp không có được. Cổ của nó thế này nó lắp được nha. Đây, và đây cái chữ sun tua đây này. Đây, các bạn nhìn thấy cái chữ sun tua không? Đây. Đấy, xịn lắm. Đây này. Đấy, nó vuông đét này, nó vuông như thế này. Các bạn nhìn thấy cái đường ngấn ở giữa cái clip không? Đấy, gần như chưa chạy luôn. Đây này. Chả hiểu nổi, không hiểu là sao mà nó mới vậy. Đấy, có những cái clip mà nó mới kinh khủng như vậy. Đây, còn cái vành thì nó như thế này. Nó sáng như thế này mà, đấy. Đùm này cũng vậy nhá. Này, đùm sao là vành vậy mà. Đây này các bạn nhìn này. Con này là cực kỳ đẳng cấp. Con này thì size nó cao, nhưng mình mua về mà nếu như mà không có cô bác nào mà lấy thì mình cũng để trưng bày, ngắm nó cũng sướng. Con xe cổ mà nè, cái xe cổ là một chuyện nha, nhưng mà nó cổ mà nó còn mới, mà nó còn nguyên bản như này cực hiếm. Các bạn không tin, các bạn cứ tìm trên thị trường đi, cực hiếm. Đây này. Đấy, mới soi gương luôn đấy, khổ, nhìn xuống là hoa mắt luôn. Đấy, đấy nha, logo Minta đấy nha, đèn zin của nó nha. Đấy, tem an ninh đấy nha, tem Nhật đấy nha. Đấy, và từ từ lên đây, đây cái ba gà của nó đây, ba gà cổ của nó đây. Đấy, đây, dập chìm chữ Minta ở đây. Đấy, và đây cũng dập chìm Minta này. Đấy. Rồi, đây thì nó như thế này. Khi chở đồ thì các bạn bẻ nó ra thế này. Đây. Đấy. Để nguyên một cái bao xi lên là chở vô tư. Đó. Và bình thường thì xong thì mình gấp lại thế này cho nó đẹp, nó gọn. Không sử dụng nữa thì gấp gọn như này. Chở người. Yên, Minta. Dưới này là made in Japan nhé. Dưới gầm này này. Các bạn về tháo gỡ ra nhìn bên dưới made in Japan. Đấy, nó đẹp như thế này, long lanh như thế này. Đấy, đây. À, chân trống này. Đấy, cực chất, nói chung nó chất lắm. Trời, các bạn nhìn dùng mình cái vành kìa. Đó. Nếu mà đẳng cấp nhé, những xe mới, độ chất, độ ấy là không qua cái dòng xe này đâu. Con này đấy là vừa cà phê cà pháo được. Con này là cặp lốp rin của nó nhé. Cặp lốp của nó là cặp lốp bê tông nhé. Cặp lốp có chữ bê tông. Đấy, cái rè này nhôm nhé. Cũng rất đẹp. Đó. Rồi, cơ bản thì nó như vậy. Đây, bộ đầu của nó đây. Đấy, bộ đầu rất đẹp. Cao, bộ đầu này là chạy là. Cái này nhé. Cái này này. Là mình nhả cái ốc này ra, mình có thể chỉnh xuống, chỉnh lên được. Các bạn nào không thích cái để đầu này thì các bạn có chỉnh sát đây được, hạ thấp xuống sát đây được. Đấy, mình cam kết là cái này chỉnh được, tại mình đã điều chỉnh rồi, mình đã kiểm tra hết rồi. Hạ hết cỡ xuống được và còn nâng lên được nữa. Muốn ngồi thẳng lưng thì nâng cao nữa lên. Đấy, đẹp không? Đấy, chỗ này con đúng gắn bơm nhé. Rồi, con này thì nó là dòng xe cổ, size của nó là 55 nhé. 55 nhưng mà cái dòng xe cổ này này. Các bạn để yên cỡ này là các bạn 1m65 bao chạy vừa, chạy ngon luôn. Thậm chí 1m60 thì hạ sát yên xuống chạy vẫn ngon, vẫn đẹp. Đấy, nhưng mà chuẩn thì từ mét, với cái dòng xe sườn ngang, xe cổ này thì các bạn 1m65 chạy phà phà luôn, từ 1m65 trở lên. Cao hơn nữa thì nâng yên lên. Đấy, bây giờ thì mình test cái... Nó đẹp thế này rồi nhé, nó đẹp thế này rồi, nó mới như thế này rồi. Nhưng mà cùng các bạn cùng mình test thử xem nó thế nào nhé. Đây. Đấy, lên này. Đấy, lên này. Lên này. Lên này. Đấy, đúng không? Đấy, xuống thì cũng vậy thôi. Rất nhạy đấy, tóc phát là xuống này. Đấy. Ok chưa? Ngon lành nhé, không vấn đề gì nhé. Tóc phát lên này. Tóc phát lên này. Đấy, ngon lắm. Cả một tác phẩm nghệ thuật các bạn ạ. Chuẩn xe này là xe chuẩn Japan nha. Đó, Minta, hàng nội địa. Đấy.
Đấy. Sườn 3 tuyếp nhôm. Rồi. Đấy. Clip nó như thế, đĩa thì cũng vậy thôi, đĩa lên cũng ngon. Nó lên đơn giản lắm. Rồi. Nó đang ở cái đĩa số 2 này nhá. Đây, xuống này. Đấy. Đĩa này thì cũng leo dốc cầu phà pha. Con này 3 đĩa 6 lít nhé. Và lên lít số 2 thì nó cũng rất đơn giản. Đấy. Đây. Lên lít 1 này. Ừ. Đấy. Xuống này. Đấy. Ok. Đấy. Cái bên này này nó căn dễ lắm. Khi mà lên á cái tay đè bên 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 đĩa đó, các bạn lên mà các bạn cứ kéo. Kéo đúng cái tầm nào mà xích nó chạy êm, lọt vào giữa nó chạy êm, nó không chạm là thôi, là ngon. Đấy. Mình nhắc lại nhé, size là 55 nhé. Con xe này 55, nhưng mà các bạn đừng so sánh cái size với cái size của cái xe thể thao sườn xéo. Xe cổ này size 55 là các bạn khoảng 1 mét ra. Đây, như cái yên mình để thế này là các bạn 1m6 là chạy 65 là chạy phà phà luôn. Còn 1m6 thì các bạn hạ sát yên xuống chạy vẫn đẹp, nhìn dáng nó vẫn đẹp. Đấy. Mình đang quay gần đấy, nên các bạn nhìn nó to vậy thôi. Chứ cái bánh của nó là bánh 27 nhé. Vành 27, vỏ ruột thông dụng. Hiện tại thì là của nó là cái cặp vỏ zin theo xe. Mình cam kết là con xe này nguyên zin. Đó. Độ mới thì như các bạn thấy rồi, rất mới. Ốc yếc, đèn điếc, các thứ còn 7 màu luôn. Nếu mà tính cái độ mới nhé, thì nó phải từ 90% trở lên. Tổng thể đấy. Đấy, còn độ nguyên bản, độ zin ấy, tức là độ nguyên bản thì còn nguyên. Nguyên bản luôn, tắt tần tật theo xe. Đấy. Rồi, đây này, trước khi kết thúc thì mình cho các bạn xem cái bà đạp của nó đây. Đấy. Nhôm đúc nha, trắng bóng, da băng này. Đấy. Này. Ôi trời ơi, quá dữ đúng không? Đấy. Bởi vậy mình bảo là xe cổ mà nó còn mới, nó còn chất như xe này thì cực hiếm luôn. À, bạn nào có chiều cao từ 1m6 trở lên mà yêu thích dòng xe cổ này thì liên hệ với mình. Đấy. 0939086797 để chốt con xe này. Mình xin nhắc lại nhé, nếu mà xe cổ mà đẹp mà nguyên bản như này được như con này thì rất hiếm. Đấy. Con xe dòng xe cổ này là nó vừa chạy được, vừa để chơi được, vừa để trưng bày được. À. Nói về trưng bày thì nó càng để càng có giá, nhất là những con xe mới đẹp zin như thế này. Đấy, những gì mình cần giới thiệu mình đã giới thiệu rồi. Còn các bạn nào mà thích con xe này thì gọi ngay cho mình số 0939086797. Giá cực kỳ hợp lý.